Chào các bạn nha. Sáng nay mấy anh em tiếp tục đi thăm mấy cái vàng câu ếch mình cắm hôm qua các bạn. Tối mấy anh em thăm hết đợt rồi các bạn ơi. Hôm dính cũng ít rồi. Tại hôm mình thăm sớm quá. Tối hôm qua thăm dính chừng chục con rồi các bạn. Mình cắm tới 60 cần nữa mà dính có chục con rồi. Nói chung là hôm cũng đủ mồi anh em về làm sương sương các bạn ơi. Giờ sáng nay anh em ba anh em tiếp tục đi thăm tiếp các bạn. Cũng tới chỗ rồi các bạn ơi. Mong là sáng nay dính khá khá hơn nha các bạn. Đây mấy anh em tới chỗ thăm hả bạn? Các bạn nha. Đây là câu cá là im luôn. Nước nước quá thối luôn. Chắc ở bên gốc gạ này người ta xả nước ra, bên đây kinh này nó mới thối nước dữ ha. Cái nước gốc gạ cái khu bên đây người ta mới cắt thôi mà. Bên đây ta làm hai vụ cho nên ta mới cắt. Cắt xong xả nước ra. Dơ quá. Nước nó đen xì luôn ở dưới kinh. Quất luôn hả? Sáng thấy hiu ta. Rồi chèo mỏ rồi. Chèo hả? Chèo mỏ. Rồi. Một em. Cũng nhỏ à. Quấn vô cây. Chèo mỏ. Lý cho Lý. Bánh con nữa hết không? Hơi nhỏ xíu à. Rồi, cũng được đi. Thì bé. Có được không? Có được không? Có chồng đã nữa giá. Đã lụm đấy hả? Đúng không? Ồ, có lấy nữa hả? Bự không? Nhỏ hả? Nằm chạy bãi luôn rồi. Con nó muốn đi cái gì? Như là dậy hết nổi rồi đó. Dậy hết nổi thì nằm. Đấy con nè. Êm hả? Êm. Mà chắc lứa quá hả đây? Nó lè lử muốn lòi bò tử ra ngoài luôn à. Lòi bò tử luôn còn gì nữa. Lòi bò tử ra à. Mấy con ếch câu là gì không? Bởi vì gọng đâu có được bao lâu đâu chết rồi. Chết quất rồi nè. Vì là gạo nghe mép bên này vẫn nhiều nha anh đang ơi. Rồi chết quất rồi nè. Lôi cái lưỡi đi luôn. Đứt lưỡi luôn. Mấy anh tí này khá quá. Chỗ đó con. Rồi, lụm nữa rồi. Lụm nữa hả? Đâu đâu. Để cách cần lụm cần cũng được các bạn ơi.
Rồi gụm luôn. Rồi. Dính con ếch này lỗ luôn, để con câu luôn. U. Hết biết cá lóc. Táp cái hầm. Đi mà cấm nó ăn nước thúi quá. Đi cấm con ếch mà nghe cá lóc nó táp các bạn ơi. Gì mà cấm nó không dính. Sức nó cổ quá. Giờ mày có dắt không? Lượm ơi. Lượm hả? Ít nhất lượm ơi. Rồi chưa đây, hôm nay chắc bự. Bự không đây? Bự nay. Bự. Đâu đâu. Ồ, trốn vô này luôn các bạn ơi. Chui vô này luôn. Chà bá luôn kìa. Nít lượm. Đã nha. Đặt dính chỗ kẹt kẹt xong rồi. Nít lượm. Nít lượm. Nít lượm. Ngon nha, ngon nha. Wow, con này đã. Hôm nay là cá con hồi tối à. Quá đã. Núp lượm. Dính ở ếch mà cỡ đó mới sướng á. Ồ, đẩy dính nó nè ơi. Dính nữa hả? Đây. Ồ. Em này cũng núp lượm nữa mà hơi nhỏ. Đây. Nhỏ hơn con gì rồi thôi, cũng ăn được. Cả đó được rồi. Giữ lại câu. Quấn xe cộng dây luôn. Dính mé nó ngon quá, sao dính yếu ha. Thống chẩm chẩm, cắm câu ở u cá lóc, thống mê chia, có cắm câu ếch, lấy cái tiêu hết. Chắc do anh làm mồi chưa được thơm rồi. Mới bỏ chai dầu thơm rồi vô cho nó. Mua chai dầu thơm xịn xịn chút xíu rồi bỏ vô cho nó thơm thiệt thơm rồi ếch nó mới lại chứ. Không quen nha, xài dầu thơm đó thì đâu có thơm vậy. Xài dầu túi không? Chỗ mấy cái gốc ở dưới trà không được lấy. Bên đây nãy giờ là 4 năm cần liền không có con gì chân ta. Nãy giờ đi nguyên lọt luôn nha. Dính cái khúc.
còn có bao nhiêu cần nữa không? Cũng gần hết rồi, còn mấy cần nữa rồi bạn ơi. Sáng nay cũng yếu rồi, bên đây cạnh bên đây vậy mà dính ít yếu quá ta. Mấy cần sao không dính ra? Này con hôm, chỗ này hôm dính cái gì nè. Nó nát cái vỏ. Bay lòng vòng kìa. Ừ. Không đâu. Đâu. Phải. Phải. Lồng gồng cái tôi kìa. Gồng lớn quá. Lồng gồng bự á. Ừ. Nó có bầy lồng rồng nữa bạn. Em rồng trên ruộng luôn. Ục nheo hết trơn. Nhâm 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 nhâm. Tại mấy miếng bên đây người ta cắt trễ. Tôi sợ trễ người ta mới cắt xong. Giờ gốc gạ nó rủ xuống nó thúi. Thúi nước hết. Rồi còn mấy tầng nữa hết rồi bạn ơi. Gần hết còn mấy tầng nữa hết nè. Dính nè, dính nè, dính nè. Dính nè. Đi qua hút không thấy luôn. Ồ. Quấn vô quá quấn. Quấn rồi. Xeo dính vô đây rồi chạy không được. Lý. Nãy giờ đâu 5-6 cần, 6-7 cần gì về. Mới quay lại với thịt con nè. Cạnh bên đây dính yếu à. Bên kia ít nhỏ mà dính đều rang. Bên đây kiếm ít bự, rốt cuộc cũng có ít bự đâu. Có được mấy con ít bự gì đó mà dính yếu quá mà. Nãy giờ chừng chục ngoài con gì. Cần 2 cần nữa hết rồi. Đây hôm có 1 cần. Ờ. Trung Quốc luôn. Rồi, còn cần cuối. Cần cuối này hôm dính con nè. Tối sáng này dính lại con nào nữa không? Rồi, lưỡi không. Nhìn thấy lưỡi không luôn. Hết luôn rồi các bạn ơi. Sáng này chắc nghe cũng không hơn rồi hôm nhiêu đâu. Dính được có con ít bự à, tối được mấy con ít bự. Ủa thua sáng rồi, thua hôm rồi. Này cũng cỡ rồi hôm rồi, sợ thua cái con bự hồi hôm nữa. Hồi hôm được 2 con bự, 3 con bự gì. Thua hôm con 2-3 con. Sáng nay thất bại rồi bạn ơi. Thất bại hơn hôm nữa, tính đâu rồi hôm bèo rồi chứ. Rút cuộc rồi hôm cũng đủ được dĩa. Hôm đi thăm nhảy chụm chụm gì mà nó không ăn ra. Sáng luôn. Sáng chất quốc trời. Nhảy nhiều quá. Rồi. Anh em về luôn các bạn ơi. Sáng nay quá tệ rồi. Chuyến thăm đi chuyến đi cắm câu ếch lần này là thất bại. Tệ nhất trong đàn. Tệ nhất từ trước đến nay. Dường như leo tàn mà các bạn. Như hồi đó nay giúp đũa. Rồi. Mấy anh em về tới nhà các bạn ơi. Sáng nay thất bại rồi. Thành quá thất bại rồi. Thành quả được có nhiều đây ít rồi các bạn. Chục con không? Chục. Chục con à. Ít hơn hôm nữa các bạn. Hôm còn được mấy con bự. Sáng này có 1 con bự một à.
9 con rồi không được chục nữa. Quá thất bại rồi. Quá thất bại. Nào giờ đi cắm câu ếch có chuyến này là quá tệ luôn các bạn. Tối thấy nó nhảy quá trời nhảy, tính là sáng là gạo rồi. Tối còn được mười mấy con, có mấy con ếch bự. Cũng đủ anh em làm xương xương. Sáng nay quá tệ rồi. Rồi video mình đến đây cũng xin kết thúc các bạn. Giờ chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.